Xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends của Tô Mỡ để chúng ta cùng tới với series đọc truyện audio huyền thoại lục địa Bình Minh. Ở trong tập truyện trước, mọi mối nguy hiểm đang đổ xô về tụi Wan Wan khi họ phải đối đầu với một Estelle hắc ám hung mạnh. Cặp đôi Esmeralda và Khufra bị nhân bản. Chưa kể còn có gã Moskov và tên tử địch Negro cũng đã xuất hiện. Liệu rằng nhân vật cuối xuất hiện ở chương truyện trước cưỡi đám cát lao tới là bạn hay là thù? Hãy cùng đón xem diễn biến tiếp theo ở chương thứ 43 có tên gọi Cái kết của kẻ thù ác. Hoàng huynh, hãy tỉnh lại đi, nếu không, khả hãn trên trời có linh thiêng sẽ đau lòng lắm đấy. Moskov ngước lên nhìn theo hướng giọng nói, thì sắc mặt trở nên khó nhìn hơn và nghiến răng nói trong sự căm hờn. Khalid. Lúc này, Khalid cùng với ba người còn lại nhảy xuống. Tuy nhiên, khi Khalid vừa tiếp đất thì Moskov đã phóng một mũi lao về phía của Khalid. Ngay chính lúc đó, một trong ba người đi cùng Khalid lướt đến giơ tay chặt mạnh một phát khiến cho cây thương của Moskov gãy đôi. Người vừa làm việc đó không ai xa lạ chính là thanh niên đến từ trái đất giống như là Wan Wan vậy. Đó chính là Joe. Moskov thấy vậy thì nói ngay: "Người khá đấy, nhưng ta khuyên người không nên xíu mũi vào việc này." Khalid lúc này thì mới lên tiếng: "Hoàng huynh, ta biết người còn đang rất giận ta vì năm đó cứu giá chậm trễ, nhưng ta đã cố gắng hết sức rồi." Moskov nghe vậy thì quá to: "Samun, năm đó người biết ta cố tình làm vậy vì người cũng có mưu đồ với vương hậu Esmeralda của ta, nên người đã cố tình chậm trễ khiến cho vương gia Khufra có thể hoàn tất âm mưu xoán ngôi của hắn." Khalid nghe vậy thì im lặng một lúc rồi nói: "Thật sự tôi có tình cảm với Esmeralda, nhưng khi khả hãn quyết định đem cô ấy gả cho Hoàng huynh thì ta đã từ bỏ mọi vọng tưởng rồi. Nếu không thì ta đã không xin khả hãn cho ta cầm quân đi trợ giúp cho chiến vương tại Mahapura. Còn vấn đề vương huynh Khufra mưu đồ xoán ngôi, không phải trước khi đi ta đã cảnh báo cho Hoàng huynh rồi sao? Hơn nữa, khi nội loạn xảy ra thì cùng lúc đó chiến loạn của Mahapura trở nên căng thẳng hơn, vì vua Thủy Tề xua quân trợ giúp cho phe phiến loạn vì chiến vương không chịu bỏ tình yêu của mình dành cho Bạch Điều công chúa." Moskov nghe vậy thì tỏ ra trầm ngâm một lúc, thì ngay chính lúc này một giọng nữ ma mị lại vang lên: "Ngươi không cần nghe lời biện hộ của tên hèn nhát đó. Nghĩ lại sự đau khổ mà ngươi đã chịu đựng khi nhìn cảnh máu lửa nhuộm đỏ cả vương quốc của ngươi, thì liệu rằng ngươi có chấp nhận được cái lời ngụy biện đó không?" Khi giọng nói vừa cất lên xong thì một quả cầu máu xuất hiện, biến to rồi phát quang, và khi ánh sáng tắt đi, trước mặt tất cả là một nữ quỷ vương mặt đẹp đến mê hồn với cặp mắt màu xanh lá. Con nữ quỷ này có mái tóc ngắn màu tím cùng màu với bộ giáp sexy cổ cao hở ngực. À, nữ quỷ này có một cặp sừng dê mọc gần giữa trán, vẩy ngược về phía sau. Và phía sau lưng của ả nữ quỷ là một cặp cánh rơi khổng lồ đang đập liên hồi. Và cuối cùng, trên tay của cô ta là một huyết cầu đang tỏa ra ma khí ngùn ngụt. Vừa thấy cô ả thì linh mục hắc ám nói bằng giọng lạnh lùng: "Quỷ cơ Alice, người đến đây làm gì vậy?" Alice nghe vậy thì chậc lưỡi nói bằng một giọng khiêu gợi: "Sau ngày lạnh lùng vậy, linh mục hắc ám Estet, đêm qua nghe con nồng nhiệt với ta trốn phòng the lắm cơ mà." Estet nghe vậy thì nói: "Việc tối qua là do bản thân ta trúng nhiếp tâm thuật của ngươi. Nhưng ngươi đừng hòng để việc đó xảy ra một lần nữa. Ta yêu cầu ngươi hãy biến ngay khỏi Tiên Lâm." Alice cười phá lên và nói: "Đúng là đàn ông bội bạc. Lúc chưa có được thì tỏ ra nồng nhiệt, lúc có được rồi thì lơ như không gì xảy ra cả. Ta sẽ tính sổ với ngươi chuyện đó sau. Hôm nay ta đến đây là theo lệnh hoàng tử Tyrod. Ngài muốn ta dâng lên cho ngài cái đầu của chuyên nhân Bạch Hổ." Necro nghe vậy thì hắn hắng giọng mà nói: "Ta và linh mục hắc ám đủ sức để giải quyết việc này, nên cô không cần bận tâm." Alice nghe vậy thì nói: "Nếu Necro đại nhân nói vậy thì cũng được thôi. Ta sẽ cùng với Moskov quay về quỷ vực để cho hai ngày lo liệu nốt công việc." Alice vừa nói xong thì xoay sang Moskov và nói: "Moskov, chúng ta hãy cùng về quỷ vực thôi." Moskov vội nói: "Quỷ cơ Alice, tôi nghĩ lần này tôi không thể nghe theo cô được vì tôi có việc cần giải quyết tại nơi này." Alice nghe vậy thì gương mặt tỏ ra giận dữ, đưa cao huyết cầu lên và hét to: "Người không muốn đi thì cũng phải đi. Huyết cầu, hãy giúp ta thu lấy tên nô lệ này cho ta." Huyết cầu bay khỏi tay của Alice rồi tỏa sáng, luồng huyết quang tỏa ra bắn thẳng về phía của Moskov, khiến cho gã vô cùng đau đớn. Ngay chính cái lúc Moskov đang đau đớn vì sự tấn công của huyết cầu thì Khalid lao lên cầm thanh đao của mình trên tay và hét to: "Lúc xoáy sa mạc!" Khalid xoay tròn cùng với thanh đao vàng trên tay và phát ra những đường đao vàng sáng loáng chém liên tục về phía của huyết cầu. Thấy Khalid tấn công huyết cầu, Alice giơ tay tính đánh một chưởng về phía của Khalid, nhưng Joe đã kịp lướt tới và hét to: "Tiến tấn, mãnh long quá giang!" Châu lao lên như một con rồng lướt ra phía sau lưng của Alice, giơ chân đá mạnh vào ả nữ quỷ khiến cho ả bay về phía trước mặt. Trong lúc đó thì một bóng người thanh niên giơ khẩu súng trường lên nhắm về phía Alice, bóp cò và hét to: "Đạn pháo!"
Một viên đạn màu tím tỏa khói xanh nhắm về phía tim của Alice mà xuyên qua. Alice trúng đạn, gào lên đau đớn gục xuống. Cũng chính lúc này, Khalid đã phá hủy xong huyết cầu. Moscow kịp thoát khỏi sự kìm cặp của cái huyết cầu đó. Tuy nhiên, khi vừa thoát khỏi, cũng nhận ra Alice bị đả thương, nên gã vội phóng một ngọn thương về phía người thanh niên tấn công Alice. Người vừa hạ gục Alice không ai khác chính là gã thợ săn phù thủy. Mũi thương của Moscow phóng về phía người thanh niên này, tuy nhiên anh ta đã kịp dùng kỹ năng dây chói của mình lướt qua một bên để tránh đòn của Moscow. Moscow lúc này đỡ lấy Alice và nói trong cái sự lo lắng: Người có sao không, quỷ cơ? Alice gương mặt lúc này trở nên xanh xao và đôi mắt thì đang nhắm nghiền. Moscow nhìn về phía Linh một cái và nói trong tuyệt vọng: Tôi xin ngài, hãy cứu lấy cô ta, vì dù gì chúng ta cũng là đồng bọn. Linh mục ám tiến gần rồi nhìn qua một lượt và cất tiếng nói lạnh lùng: Ta không bao giờ xem ả dâm phụ này là đồng bọn. Hơn nữa, ta có lẽ rằng muốn cứu cũng là không được, vì ả đã bị đả thương bởi viên đạn lúc nãy. Moscow nghe vậy thì nói: Quỷ cơ là người của huyết quỷ, nên súng đạn, dao kiếm không thể làm gì cô ấy được. Tôi xin ngài hãy bỏ qua mọi việc mà cứu lấy cô ấy. Linh mục hắc ám chưa kịp nói gì thì một giọng nam vang lên: Đúng là tộc huyết quỷ của bọn ta không sợ đao kiếm đạn dược. Tuy nhiên, viên đạn mà quỷ cơ nhận lấy chính là viên đạn đến từ khẩu khôn, thì tinh linh vương muốn cứu cũng không được. Tất cả xoay về phía giọng nói thì nhận ra đó là một thanh niên tóc bạch kim với làn da trắng nhợt nhạt đến mức có thể nhìn rõ mạch máu trên người của anh ta. Anh ta mặc bộ đồ bá tước với tông màu đen tím. Phía sau lưng của anh ta là một cái áo choàng hình cánh rơi. Trên tay của anh ta cầm cây quyền trượng có hình đinh ba mũi nhọn. Ở giữa hai mũi nhọn là một viên hồng ngọc bảo đang tỏa ánh sáng đỏ đi kèm với những luồng sét li ti. Người thanh niên đó không ai khác chính là Sicilian. Wan Wan thấy vậy thì vui mừng và nói: Sicilian, ngài đã tới. Sicilian xoay sang nhìn Wan Wan mỉm cười và đáp lại: Chuyên nhân Bạch Hổ, đã lâu rồi không gặp, cô khỏe chứ? Wan Wan cười nói: Tôi ổn, còn Tử Đằng Nữ Tước thì sao, cô ấy cũng đến đây chứ? Sicilian gật đầu chỉ tay về phía chỗ mà nhóm của Harris và các tinh tỏa đang nằm gục thì nhận ra nơi đó là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Cô ta có mái tóc dài màu đỏ hung, bên trái mái tóc đỏ hung đó được cài một hoa hồng tím bên mang tai. Cô ta mặc bộ đầm dạ hội như kiểu các vũ công tango hở hực màu tím hoàng hôn. Cô ta đang tạo ra một cái vòng tròn kết giới màu xanh lá cây dưới đất và đặt nhóm của Harris vào đó, và chẳng mấy chốc tất cả đã dần hồi phục. Wan Wan trố mắt ngạc nhiên vì những gì đang diễn ra thì lúc này giọng của Akai vang lên: Không có gì để ngạc nhiên cả đâu, chuyên nhân Bạch Hổ. Tử Đằng Nữ Tước đang dùng suối nguồn sinh lực để trị thương cho tất cả. Ngô Không xoay lại nhìn Akai và nói: Con gấu mập, người tới hơi muộn đấy. Akai nghe vậy thì nói bằng giọng trách móc kèm theo đó là châm chọc: Ta tới muốn vì ta phải đi cầu viện binh. Hơn nữa ta đâu có cân đầu vân ngày đi ngàn dặm như ai kia, mà lại ích kỷ chỉ giữ cho bản thân mình. Ngộ Không nghe vậy thì phồng má lên định cãi lại thì Wan Wan đã kịp cản. Trong lúc đó, Nana cùng với mọi người đã hồi phục nên tất cả cùng phóng đến bên cạnh Wan Wan, ngoại trừ Proti và Benedetta. Nana lúc này mới hỏi: Con gấu mập nhà ngươi sao được phép dịch chuyển lợi hại thế? Akai cười hì hì rồi nói: Thì tui giờ là hồn ma rồi nên muốn đi đâu chả được. Chỉ cần nghĩ đến nơi cần đến thì linh hồn sẽ tự xuất hiện ngay nơi đó thôi. Tôi phát hiện ra được cái phẩm chất này của bản thân khi bị cái con khỉ khô này bỏ lại. Trong lúc tức tối, tôi nghĩ đến sư phụ của mình thì ngay lập tức bị dịch chuyển đến ngay cạnh người. Cũng chính vì vậy, người đã dạy cho tôi cách điều khiển thuật dịch chuyển tư tưởng. Và trước khi quay lại thì sư phụ tôi đã bói một quẻ, bảo tôi hãy đến Ebelin tìm cứu viện trước thì hẵng quay lại. Tôi đã làm theo, và khi quay lại Tiên Lâm cùng với Tử Đằng Bá Tước Sicilian và Tử Đằng Nữ Tước Camilla, chúng tôi cũng đã cởi trói cho hai tên yếu đuối kia. Ý ở đây là chỉ Châu và thợ săn phù thủy. Sau khi cởi trói cho cả hai thì bá tước Sicilian đã dùng tuyệt kỹ huyết lưu thay đổi căn cốt cho cả hai, và đồng thời trao cho tên thợ săn phù thủy kia khẩu Colt. Sau đó thì có lẽ rằng mọi người cũng đã thấy màn trình diễn ngoạn mục của hai kẻ đó rồi đúng không? Hạ gục con quỷ dâm đạn Alice trong một nốt nhạc luôn, đã vãi nổi. Necro nghe vậy thì gầm lên tức tối: Thảo nào hai tên phàm nhân đó lại có khả năng đả thương quỷ cơ. Được lắm Sicilian, năm xưa ngươi vì yêu quay mặt lại với quỷ tộc, ta đã không tính toán. Đằng này, người lại giúp nhân tộc hãm hại đồng loại thì quả thật không thể tha thứ được. Sicilian nghe vậy thì nói bằng một giọng căm hờn: Người nói thì có vẻ quân tử đấy, nhưng ta tự hỏi, ai đã dùng cổ tự khiến cho cha của Camilla hóa điên và quay sang giết cô ấy thay vì ta? Nếu không phải lúc đó ta có ở đó thì cô ấy đã mất mạng thật rồi. Necro nghe vậy chưa kịp đáp lời thì hai hoa bách hợp bằng máu xoay tròn tấn công về phía hắn kèm theo giọng của Camilla cực kỳ nhanh: Huyết sắc chi hoa, ngươi trả lại mạng cho cha ta. Necro do bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng, hứng đòn trực diện của Camilla. Necro gào lên trong đau đớn và gục xuống. Camilla tiến đến nắm tóc của hắn ta rồi nhấc bổng hắn lên trên không trung và nói bằng một giọng căm hờn: Sao thế, đại thiên thần, ngươi phải tự biết mình sẽ có ngày hôm nay đúng chứ? Đến lúc ngươi sẽ phải trả giá cho những điều bẩn thỉu của ngươi rồi đó.
người và con ả dâm phụ Alice. Camilla nói xong thì tung Necro lên không và lao lên như một mũi tên trong ánh sáng chớp nhoáng của tiên lâm. Tất cả chỉ thấy Camilla như những luồng điện cắt liên tục về phía của Necro kèm theo những tiếng gào của tên thiên thần sa đọa. Và chẳng mấy chốc, tất cả nhận ra Camilla đã xé Necro thành trăm mảnh, những phần thịt và nội tạng của hắn. Trên tay của Camilla chính là bộ não của Necro. Cô ta đưa cái não lên miệng, cắn một miếng rồi vứt phần còn lại qua một bên như đang tận hưởng cảm giác trả được kẻ thù giết cha. Đoạn, Camilla búng nhẹ tay một cái, lập tức những gì còn lại của Necro bốc cháy ngùn ngụt. Ngay chính lúc đó thì một dấu ấn âm dương từ trên không xuất hiện, kèm theo một cơn gió với mùi hương hoa anh thảo vô cùng dễ chịu, xua tan đi mùi thịt khét cũng như mùi máu tanh nồng. Liệu rằng kẻ thủ ác Necro đã đi đến hồi kết của hắn, trả giá cho những sự ác độc mà hắn đã gây ra? Dấu ấn âm dương từ trên không xuất hiện có lẽ rằng là của người quen. Hãy cùng đón chờ chương tiếp theo, dự kiến sẽ được ra mắt vào chủ nhật tuần này nhé.